The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Nhạc sĩ Trúc Giang, tên thật Trương Vĩnh Nghĩnh, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1937 tại xã Nhuận Phú Tân thuộc quận Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Nam Việt. Sau khi thân phụ ông mất, ông lên Sài Gòn vào năm 1959, thi đậu vào trường Quân Nhạc Thủ Đức ngày 1 tháng 3 năm 1962, làm việc tại ban Quân Nhạc Phủ Tổng thống trong cấp bậc trung sĩ nhất cho đến khi giải ngũ. Nhạc sĩ Trúc Giang còn chơi trống ở các phòng trà Sài Gòn để kiếm thêm thu nhập. Ít ai biết rằng ông là một trong những tay trống jazz giỏi nhất của miền Nam trước năm 1975. Đến năm 1968, biến cố Tết Mậu Thân đã biến miền Nam thành một chiến trường tan tóc. Các phòng trà Sài Gòn đã phải đóng cửa và ông đã quyết định mở lớp dạy nhạc tại nhà để dạy trống, dạy guitar và hoạt động liên tiếp trong 26 năm. Nhạc sĩ Trúc Giang không phải là người chuyên sáng tác. Sáng tác đầu tay của ông là bản Nhớ Tình Thương Quê, còn có tên khác là Khúc Nhạc Buồn. Sáng tác từ năm 1959, bản nhạc này mang âm hưởng mộc mạc của làn điệu dân ca miền Nam của câu hò xứ Bến Tre. Ca khúc được trình bày nhiều lần trên làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn với tiếng hát của nữ dân ca Hoàng Oanh trong chương trình Gửi Ra Tiền Tuyến. Và đó là một trong hai bản nhạc mà ông đã sáng tác vào trước năm 1975. Nhạc sĩ Trúc Giang đến Hoa Kỳ năm 1994 qua sự bảo lãnh của con trai là nhạc sĩ Trúc Hồ. Khi ra hải ngoại thì nhạc sĩ Trúc Giang có nhiều ca khúc được phổ biến rộng rãi như Hãy Quay Về Bên Nhau, Xin Đừng Có Mùa Đông, Quên Cả Lối Về, vân vân. Câu chuyện về nhạc sĩ Trúc Giang là câu chuyện của sự khởi đầu của một gia đình âm nhạc, một tấm gương về sự dấn thân của các bậc cha mẹ Việt Nam mở đường tương lai cho thế hệ con cháu, một ước mơ nuôi dưỡng nghệ thuật hướng thiện trở thành hiện thực. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin tái ngộ với khán giả trong chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Jimmy rất vui được chào đón một nhạc sĩ mà chúng ta đã yêu mến sáng tác của ông. Nếu vị nào mà nhìn lại vào khoảng những năm 94-95 khi nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến trình bày ca khúc Quên Cả Lối Về thì đó là một hiện tượng tại hải ngoại và lan về cả trong nước, hầu như không một người nào yêu nhạc mà không nghe ca khúc này. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón tác giả của Quên Cả Lối Về, nhạc sĩ Trúc Giang. Con xin chào bác. Chào con. Tôi cũng kính chào quý vị khán giả đã theo dõi. Thưa bác, con muốn hỏi bác là sức khỏe của bác hiện nay ra sao ạ? Sức khỏe của bác thì già rồi con. Tám mấy rồi. Bữa thì tốt, bữa thì cũng như trời nắng như mưa vậy. Nhưng mà mình biết là mình là ai thì mình vẫn yêu đời. Mình chờ ngày đó mà, mình đang chờ mà, mình không sợ. Thành ra mình vẫn yêu đời, vẫn tươi cười à. Còn có nước mà viết nhạc thì vẫn nổi. Cầm cứ viết, bây giờ cầm viết cũng được gì hết á. Đến khi nó rụt rồi. Bác ơi, hôm nay con muốn gặp bác và cũng như hỏi bác vài câu hỏi về cái cuộc đời sáng tác của bác cũng như là chơi nhạc của bác. Thì con được biết Trúc Giang đây là nghệ danh của bác. Không biết là cái nghệ danh này có gắn liền với cái địa danh Trúc Giang ở tỉnh Bến Tre không thưa bác? Con nói đến đây mới nhớ lại ông thầy tôi. Ông thầy tôi là ông Tô Kiều Ngân. Nhạc sĩ Tô Kiều Ngân thì quý vị trong quân đội ai cũng biết mà. Ông là vua về thơ mà. Tô Kiều Ngân. Tôi hồi dưới quê á, đi chơi bạn bè, rồi đứa thì mandolin, đứa băng zero, đứa thì vu lâm, đứa thì guitar, quýnh chập trình. Cũng là ban nhạc của làng. Để khi nào quận có lên mà thông báo tin tức gì đó, anh em xúm nhau để mà đánh cho bà con rồi thôi, xúm lại nghe. Đấy, thì lúc đó tôi cũng có cảm hứng viết bài Khúc Nhạc Buồn. Rồi tôi thấy tôi cũng có thằng bạn, nó dẫn lại ông Tô Kiều Ngân. Ông nói vô, nhờ ông thầy ông coi lại đi. Nha. Ông thầy cái vô mình cũng lần đó vô chào ông rồi. Ông hỏi mà anh làm việc ở đâu? Nói tôi ở Phủ Tổng thống, ban nhạc Phủ Tổng thống, nhạc đoàn đặc biệt Phủ Tổng thống. Cái ông mới tiếp mình. Ông tiếp mình, cái mình đưa bài ông coi.
Ông nói cái bài này hồn quê hương lắm. Nhưng mà cái tên thật của em á, không ăn. Nghệ sĩ thì phải có cái tên. Do đó cho nên nghệ sĩ bao giờ cũng có cái bí danh hết. Ông nói vậy. Bây giờ con có muốn lấy bí danh không? Mình mừng quá mà. Dạ thưa thầy, con thích á. Cái đó thầy nói. Cái này. Con anh ở đâu? Dạ. Tôi nói tôi ở Bến Tre. Dạ Bến Tre là lấy Trúc Giang đi. À, tỉnh lỵ quận lỵ Trúc Giang đó. À, mình từ đó mình thấy mình về mình đang có lớp nhạc dạy nhạc mà. Dạ. Mình về mình để lớp nhạc Trúc Giang đi. Mà từ từ đó nó phát lên. Dạ, dạ mình tính kiếm chừng 10 người rồi là thôi. Rồi không ngờ nó lên mấy trăm người. Dạ. Hè là mấy trăm người. Bình thường là cũng trăm trăm mấy à. Nhờ vậy mà mình muốn nó có sắm đủ nhạc cụ hết rồi ở trong cái lớp nhạc của mình. Dạ. Vì vậy là cũng nhờ thi sĩ Tô Kiều Ngân đúng đã đặt cho bác cái tên là Trúc Giang, là nhờ như vậy gắn liền với bác và phải nói rất là may mắn trong cái buổi đầu sáng tác nhạc cũng như là mở lớp dạy nhạc. Vậy thì Trúc Giang đây có phải là quê hương thật của bác hay không, hay là bác ở cái thị trấn hoặc là cái xã nào khác? À, nếu mà ở được ngay chỗ tỉnh lỵ thì mình đó là thành thật là dân ấy là dân thành phố rồi. Dạ. Thông minh. Còn tôi ở quê. Yeah. À, quê tôi nó liền với Trà Vinh với Vĩnh Long. Yeah. Nó nó kể như nó múc á, múc múc tỉnh á. Yeah. Nó thành ra quê mùa lắm. Yeah. Nó là gì ở dưới quê đó thì cái thời buổi đầu thì bác học nhạc như thế nào, có khó khăn không? À, cái đam mê. Yeah. Cái đam mê mình chơi nhau rồi thằng này hỏi thằng kia, thằng kia hỏi thằng nọ ra truyền tay đó. Yeah. truyền thôi, nhưng mà mình cũng mỗi đứa nào nó tìm được cái gì thì nó chỉ với nhau. Yeah. Rồi solfe thì nắm vững đánh để trúng thôi, chứ mà lý luận ra đó. Yeah. cái gì đó, tại sao nó phải liên ba. Yeah. À, tại sao nó phải lập ri rồi là dài vậy. Yeah. Thì không hiểu được. Yeah. À, cái nào cái chữ nghĩa là về ký hiệu của nó đó. Yeah. Là danh từ ý đó thì mình không hiểu, mình biết thấy người ta ca hát cho nó chậm mình làm chậm thôi. À, chỗ nào sao đó là anh em xúm nhau chơi thôi. Yeah. Nên khi lên Sài Gòn á thì mình từ từ mình tìm sách mình học thêm. Rồi khi vào quân đoàn nhạc thì mình học chính quy. Vậy là cái bước khởi đầu là bác tự học là chủ yếu, rồi cùng với các bạn trao đổi với nhau, rồi khi lên Sài Gòn mới bắt đầu chính thức là biết căn bản về cái nhạc lý như thế nào. Thưa bác, con được biết là thời đệ nhất về đại nhị Cộng Hòa chiếc 75 đó, bác có trong quân nhạc của phụ tổng thống. Yeah. Thì cơ duyên nào đưa bác vào đoàn quân nhạc thưa bác? À, thì hồi mình đang đi học mà. Yeah. Ở quê mình lên Sài Gòn là đi học. Yeah. Nhưng mà bằng ngày thì đi làm cho người ta. À, để mình tự túc mà. Yeah. À, bằng đêm mới đi học. Rồi nghe được tin trường quân nhạc Thủ Đức nó tuyển dụng dân sự. Hồi đó giờ chưa từng có. À, lịch sử chưa có. Thành ra có nhiều người bạn đốc thúc mình vô thi. Yeah. Tại vì họ thấy mình chơi đàn bắn rôn, nó liên vui lắm vậy đó. À, tôi nói tôi chơi vậy, tôi không biết cái gì xuân phe gì đâu. Đấy, họ mình cứ thi đi. Và vô thi 1.000 mấy người thi. Yeah. Mà chỉ lấy có 120 người à. Wow. À, cho nên mình thi rồi mình bỏ, mình đâu biết chắc chắn cái đầu đâu, đâu biết đến đâu. Thì bỏ, mấy người bạn đọc thuốc quá, mình có kết quả rồi ra đây coi. Coi không ngờ mình trúng, mình được đầu. Yeah. À. Và hình như là con nghe nói là bác lại nhập học trễ hơn các khóa sinh khác, những người khác phải không? Đúng rồi. Bác vô thì bác nói thêm về cái lúc mà bác nhập học trễ đó. À, tại vì mình lên mình coi mình thấy cái trước cái cổng trường đó. Yeah. Mình thấy danh sách có tên mình. À. Mình coi từ dưới lên có tên mình xét rẹt. À, xét rẹt. À, cái mình về mình không coi là nhập học ngày nào mình không coi cái đó, mình về. Mình về cái đậu quá mừng quá quên luôn. Mừng quá luôn. Mừng đuối người luôn. Yeah. Về cái có bao nhiêu tiền bạc, có bao đồ bán rồi đi ăn uống với bạn bè này cái nọ đâu. Chứ hết. Cái đâu qua từng sáng mới lên cái vô văn phòng. Mà hỏi cái mình hỏi văn phòng hỏi anh tôi nói tôi thi đậu. Thi đậu sao anh ta nhập học có cái tháng này anh chưa vô. Phải không? Tôi nói tôi không biết. À, sao không biết vậy anh đậu số mấy đây? Tôi nói tôi đậu số 35. Cái ông chàng thiếu quý xài ông Hà Sĩ Quang lật sổ đúng rồi. À, đó, từ đó rồi được rồi anh về chơi về nghỉ chơi Tết luôn đi, chơi Tết tháng luôn đi.
rồi vô đó, mình chơi Tết nhà luôn mình hơn. Dạ, hình như là cái ngày mà bác đi học ở trong đoàn quân nhạc là ngày 1 tháng 3 phải không bác? Đúng rồi, ngày 1 tháng 3 đó. Đúng, tháng 3. Đó cũng là cái ngày mà cũng gắn liền với bác sau này, rất đúng, là nhiều đúng, cái đúng, sự kiện mở lớp nhạc. Cũng là 1 tháng 3. Cũng 1 tháng 3 luôn. Mà lọt qua nước Mỹ này đó. À, với ở bộ xuống hồ Bảo Lãnh á, dạ. Cũng là ngày 1 tháng 3 mà chiều. Chiều 1 tháng 3. Dạ. Đó, đó. Có cái duyên trong đó. Có duyên, ha. Ngày 1 tháng 3 có duyên gia đình tôi. Dạ. Vậy thì cái lúc mà bác được vào trong đoàn quân nhạc thì phải nói là trong quân nhạc của phụ tổng thống thì chắc thường là đánh vào những cái dịp lễ quốc khánh ha bác, hay là có những cái chính khách từ nước ngoài tới là mình mới bắt đầu mình đánh những cái nhạc hay sao hay bác? Ờ, cái đề mình học á, vô trường mình học chính quy, học trường nhạc nó dạy đó, nghĩa là chuyên môn rồi lý thuyết rồi cái nọ đó, nó cũng như là mình học chữ ngoài vậy, tới giờ nào học gì, giờ nào học gì vậy. Đây, khi mình ra trường đó, thì cái môn chánh của mình thì mình sử dụng, mình kèm thêm những cái môn phụ nữa. Còn phải luyện tập mỗi ngày. Trong phụ thống nó có, không phải phụ thống, bất cứ ban nhạc nào nó đều có cái phòng tập nhạc của nó. Đó, thì cái giờ làm việc của người ta 4 tiếng, ít nhất mình cũng 3 tiếng. Tại vì nó mệt á, về nghệ sĩ nó mệt thôi. Thì rồi cái nghi cách về nghi lễ á, thì cái đó quan trọng nhất. Nhưng mà còn cái nhạc thính phòng nữa. Khi nào sứ giả của nước này nó kia qua đó, rồi mình gọi lại phòng thính tiết đó để mà ăn mình uống rượu chơi này cái nọ đó, thì phải có ban nhạc thì sao? Ban nhạc là ban nhạc nhẹ đó. Một người sống và hai ba cái đàn tâm bét rồi ranet rồi bát này cái nọ đó, chơi như nhạc thính phòng vậy đó. Mà chơi nhạc là toàn là nhạc ngoại quốc không? Nó dục bài cho mình chơi. Bởi vì cũng như em biết chữ rồi, em học hết tiểu học lên trung học em biết chữ rồi, thì dục bài ra em đọc lót lót gì, thấy không? Thì cái nhạc sĩ này, ra trường cũng vậy. Tới cái bài nào, nói về California, cái này càng nhạc trưởng nó thải từ đứa từ cái môn nào, môn bát bài bát, môn trống phải môn trống, trên chơi bát thì xong không? Bên có học mà. Nói vậy. Vậy là trong thời gian đó là bên cạnh những cái phần mà nghi lễ mà quân nhạc phải đánh đúng, rồi phần nghi thì lễ. Phải cần phải có thêm những cái bài mà có chính khách tới thì mình đánh cho chính khách nghe. Đúng. Dạ. Hình như con nghe nói là song song với việc bác trong quân nhạc thì bác còn đánh phòng trà hay là khiêu vũ trường vào ban đêm nữa phải không? Mà nhờ cái đó mới sống được. Ủa tại sao mà phải tại vì lương mình vợ con lãnh lương tháng có 3,000+ bạc à. Mình nhờ đi làm á, đi làm mình làm một tháng mà mình làm có 4 ngày mà bằng làm một tháng quân đội, mà nhờ vậy mình có số tiền đó mà mình mới sắm nhạc cụ cho con cái đứa nào cho đi học này cái nọ đó. Đó là vấn đề là nhờ cái đó, làm phòng trà cho những người quân đội đồng minh á, họ tên Hồ Nai rồi Biên Hòa rồi các quận ở thành phố đó, nó tổ chức câu lạc bộ đó. Vậy là bác có đánh những phòng trà của Việt Nam không? Phòng trà Việt Nam thì có đánh gì đăng xin, nó dạy đăng xin á, nó tổ chức là mình đóng một lớp học về đó, thì trong đó có những người họ dạy, để mình cứ chơi theo tour đó con, theo tour đó, mình có chơi. Cũng một ngày vậy, là một buổi vậy là 500 đồng. Vậy thì trong những cái lúc mà đánh nhạc trong phòng trà hay là đăng sinh như vậy thì bác thường đánh nhạc cụ nào ạ? Tôi chuyên môn chơi nhạc ra. Nhạc ra, và đánh trống. Đánh trống. Đánh trống mình đánh bạc thì xong đó, đánh theo bài bản đó. Cảm ơn bác, và sau một vài phút thương mại thì con sẽ nhờ bác nói thêm về những kỷ niệm trong cuộc đời sáng tác và chơi nhạc của bác nha. Xin vị đừng rời màn ảnh, nhạc sĩ Trúc Trang cùng với Jimmy sẽ trở lại. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài SCT và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trúc Giang.
Thưa bác, lúc nãy con có nghe bác chia sẻ là thời chiếc 75 bên cạnh trong quân nhạc thì bác có đánh nhạc trong phòng trà với kia vũ trường. Và đặc biệt là cái sở thích mà cái loại nhạc bác thường hay đánh thời đó là nhạc jazz. Ừ, Mà nhạc jazz. con nghe thêm một cái kỷ niệm này là mỗi lần bác đi chơi nhạc như vậy là phải vác trống theo nhiều lắm phải không bác? Đúng, tại vì mình nghèo á, nếu mình có tiền mình mua bộ trống mình để ngay cái nhà hàng luôn, đâu có đem về nhà, thấy không? À, cho nên mình đem về nhà để mình dạy học trò một hai đứa thôi, nhưng mà số tiền nó cũng khá lớn. Ừ. Rồi xong rồi á, tối mình chở đi làm, mà mình làm việc trong quân đội xong rồi mình về cái mà mình lo mình đi lên chỗ làm đêm mình. À, nhờ vậy mà ở trên phù hộ cho mình có cuộc sống cũng đỡ lắm. Có một cái bộ trống thì bác phải vác lên tới cái khi vũ trường hoặc cái phòng trà đó xong lại vác về. Đúng, đúng, mà chở xe Honda. Cái phòng trà hay khi vũ trường nó không có trống để cho mình chơi nhạc hay sao bác? Nói chung là lớp nhỏ 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 mà. À, Phải tự trang bị. mình có tự có nhà cụ thì nó mướn, còn không có nó không mướn. À, vậy. Trước 75 thì sáng tác nào là sáng tác đầu tay của bác? À, trước năm 75 thì tôi có cái bài Khúc Nhạc Buồn. Khúc Nhạc Buồn đó là tôi mới đặt sau này thôi, chứ hồi đó cái nhớ tình thương quê, tại mình nhớ quê hương mình quá đó, mình viết đúng luôn đó luôn, nhớ tình thương quê viết luôn. Thì tôi thấy bởi vì nó kết cái bài đó là giờ đây đó, đêm đêm với khúc nhạc buồn đó, cho nên tôi lấy khúc nhạc buồn. Thì cô ấy xa cô nói lấy khúc nhớ tình thương quê hay hơn, tên hay hay nó thật sự hay tình quê lắm, nhưng mà nó không có qua Mỹ bằng cái khúc nhạc buồn Cũng nhạc vì buồn. mình kết nó mà. Thì trong cái bài đó đâu có cái câu nào nhớ tình thương quê đâu, nhưng cái ý của nó là người này nhớ tình thương quê. Xa quê tôi nhớ đến làng tôi. Làng tôi sông sâu nước dài êm đềm. Đêm nay trăng khuất bóng dương cao. Tình quê nao nao xót xa u sầu. Trăng nước sáng soi trên chiếc thuyền. Lòng tôi suy tư tưởng đến ngày vui bên nhau lượn mến. Nhớ nhờ cái bài này mà tôi có cái chữ Trúc Giang. À, ông cô tôi ông đặt cho tôi. À, mà tôi cũng nhờ bài này mà tôi biết đời nó cay đắng lắm. Nhưng khi mình chưa có tiếng tăm gì đó, mình đi đâu họ dòm có nửa con mắt à. Tôi nói tôi hồi đó tôi đem bài này nhờ cho người, nhờ ca sĩ đó, ca sĩ cũng có tiếng. À, ca tôi cô này có bắt xe qua cô kia, có bắt xe cô nọ. À, không ca. Biểu đường các tôi ca có nghe cái level tôi nó cao ở ra thì ra rồi, còn những người kia đi tôi không ca hơn. Sao không biết tôi gặp ông thầy mà ông đặt cho tên tôi đó, đưa cho ông coi, ông nói rồi Trúc Giang chí đi thứ bảy thứ này Trúc Giang đó đón ra đài quân đội coi có bài của Trúc Giang đó Hoàng Quanh Ca. Ồ, trong khi đó là cô ta từ chối mình, đùng cái là ông cô tìm anh Nhận lại ông nhờ cả là cả. mà không có về, tại vì đệ tử mà. Đúng rồi. Hơn Vậy không? là Hơn rất là cái khúc đầu cũng nhiều cái tuy là không có may mắn nhưng mà cũng là cuối cùng cũng được có một cái hậu là cái bài đó được thi sĩ Tô Kiều Ngân giao cho cô Hoàng Oanh hát trên đài quân đội. Là vẫn với cái tên là khúc nhạc buồn ha bác. Cái tên đó, chưa hồi đó nhớ tình thương Nhớ tình quê thương quê thôi. à, mới 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 thay đây là, nhưng cái bài đó nó làm hay không, hay cũng điên đảo hay không, nhưng đặc biệt là tôi khi tôi mở lớp nhạc còn cay đắng khi dùng nữa. Bị cung cảnh bắt này cái nọ rồi y xèo, vì tôi nhà của bác nó cũng đóng mà cái bên đó nó ồn rồi, nhà ông trong rồi phó thanh tra của cảnh sát mà,
nó kêu làm khó làm dễ tôi, nhưng mà mang tôi là mang ơn trên bộ hôn sao không biết. Tôi vô quận tôi cãi tay đôi, tôi nói anh em tôi đều ở ngoài tắc chiến hết, vì tôi ổng thì ổng giàu mà ổng sống thì ổng sống, mà tôi thì cũng dạy dạy đứa học trò sống qua ngày thôi với bà quân đội mà anh cũng biết, ông cũng biết mà thiếu tá cũng biết mà nào đó. Sao không biết cái này điều ra tôi nó biết tôi ở phụng thông mình bỏ qua nó hên cái đó. Vậy là trong quân nhạc rồi bác ban đêm đi đánh nhạc cho các phòng trà, vậy thì từ đâu mà bác lại mở lớp nhạc ở để rồi quân cảnh vô không cho mình cái tiền là nhờ gì mình đang có ăn cơm đó mà cúp cơm mà đi là mình làm phòng trà đó rồi ông Kỳ năm Mậu Thân á, năm 68 á là đóng cửa hết, không có sinh hoạt văn nghệ gì một đêm hết á, phòng trà lớn nhỏ cũng nghỉ hết. Đó, mình thất nghiệp, thất nghiệp cái mình về mình mở cái lớp dạy trống, mình viết cái dài chữ nó dạy trống ra theo bạc tây sâm, tờ thành điên vô vô dạy một khóa về 5.000 đồng, mà lương lính có 600 mấy tháng không biết không, gần một năm thôi. Nhờ vậy mà nó, mình có tiền cho thằng Trúc Hồ đi học, nó muốn học đâu cũng cho nó học nhiều lắm, trường sinh ngữ nó cũng học, mà nhạc bất cứ ông nào nó cũng học, cho mấy anh em nó học thỏa mãn. Tại vì mình nói con có thích thầy nào mà dương bản họ dạy thì con vô học, người ta cũng phải có khả năng người ta mới dương bản, em cứ học đi. Cái nào mình thấy mình biết rồi thì để đó, còn chưa biết là con vậy thôi. Hồi đó nhớ hồi đó thằng Trúc Hồ á, vô học thầy Hùng Lân, vô học thì thầy Hùng Lân cái nó về nó cha ơi con học đâu, hỏi sao vậy, y tờ quá cha, ta nói thì nhiều khi cái ta mới bắt đầu có khóa nó dạy 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 xe tua cũng như đồng hồ vậy mà mới đầu số nhỏ rồi từ đó bắt đầu con thì cái nào con biết, con biết để đó, con nào không biết mình học đây đó là ông thầy Hùng là đang đó. Rồi khi mà bác mở lớp dạy nhạc thì có học trò nào của bác sau này là những nhạc sĩ mà viết nhạc hay sáng tác hay là chơi trống nổi tiếng không? Của bác, thầy cái đó. Vấn đề học trò của tôi đó, thật sự mà nói á, nó học tài tử không à, ca sĩ cũng vậy, nó cũng có già ca nữa, đi ra tiền tuyến rồi tống lê chân rồi đem một trò gái, đem một trò theo á, cũng có bột chấn đi, có những người nội đi phục vụ ngoài tiền tuyến đó, nhưng mà họ trả tiền mình. Nhờ vậy đó có hết, nhưng mà ít có đứa nào mà theo chuyên nghiệp. Nhưng mà hiện bây giờ á thì lâu lâu cũng được nó biết mình quảng cáo quên cả lớp về vậy đó, bởi nó điện thoại thầy ơi thầy nhớ con này cái nọ rồi con hiện giờ cũng làm trưởng ban nhạc để chơi giúp vui đám cưới này cái nọ mà San Diego ở quận này ở tiểu bang thì tới bên kia đó cũng dễ, cũng an ủi tôi già. Nó đỡ đó. Mà bác bên cạnh dạy trống thì còn dạy những nhạc cụ nào khác cái thời trước 75? Cái đó đó, bác dạy đủ mộng không? Tại vì á, bác trọng dụng nghệ sĩ, lại là nhạc sĩ ở Hồ Đông Thấm. Hồi đó ông Nguyễn Đức cũng công tác với bác. Ông dạy nhà, ông dạy ca. Như ông Bảo Chấn thì dạy organ, trống này cái nọ đó. Còn mình á, tôi chuyên môn dạy trống, dạy lý thuyết. Tôi bắt buộc học trò phải, nghĩa là mình như làm người mà lớn lên phải biết chữ nghĩa, thì văn nghệ đó mình phải biết về ngôn ngữ âm nhạc. Nếu mình không biết ngôn ngữ âm nhạc thì mình không diễn đạt, không có diễn đạt được ý của tác giả viết bài đó. Có nghe anh Hồ có chia sẻ kỷ niệm là cái thời là trước 75 thì cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng thường đến lớp nhạc của bác, như có cô Thanh Lan nữa. Có cái gì bác có cái phòng tập nhạc cái phòng tập nhạc đó, rồi họ mua vào tập Đình Quấn, cũng ban nhạc Đình Quấn là tập, rồi Bảo Nhã Phương Bảo Yến rồi đó cũng có lời tập, là từ là trước 75 hay là sau 75? Nó sau 75, sau 75 sau 75 là ở khu mà như chợ quán phải không bác? Kế bên núi nước mẹ đó, sát bên đó là cái con đường đó, hẻm nó sơ chợ được hai chiếc xe hơi chạy ra vô được, rồi rê mình xe chạy vô được. Vậy là cái thời gian mà bác mở lớp nhạc thì bên cạnh dạy nhạc thì ban ngày thì lại đi trong quân nhạc phải không bác? Ban ngày làm việc như công làm chức, việc như công chức. Mà công chức thì khỏe hơn mình. Mình khi nào cắm trại rồi khi nào bận trực đêm như đó đó,
mình phải đánh mà, đánh thì cực lắm. Dạ. Vậy thì lúc đó bác có thường hay ra tiền đồn để đánh cho ở ngoài tiền đồn đánh nhạc? Cái này mình không phải là chuyên nghiệp như là cái nhóm của Phương Hùng Quế là cái nọ đâu nha. Dạ. Chuyên môn đi đó, con này họ lợi. Dạ. Họ đến làm giấy tờ đến họ, họ nhờ mình ra giúp vui anh em chiến sĩ thắng trận gì đó ha. Rồi mình sẽ đưa cái lớp nhạc mình ra. Trong đó đa số là mấy nhạc sĩ là nhạc sĩ phổ thông, còn mấy ca sĩ là mình đào tạo. Nó đào tạo nó là có nhà giàu không mà nó ca cho trúng nhịp nhàng thôi. Nó cũng như tài tử. Cảm ơn bác với những chia sẻ này. Mà sau một vài phút thương mại thì nhạc sĩ Trúc Giang cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trúc Giang. Thưa bác, sau năm 75 thì bác vẫn tiếp tục công việc là dạy nhạc của bác phải không? Có hay là bác có bị gián đoạn thời gian nào không? Có cái may mắn á. Yeah. Và bác không có gián đoạn. Tại vì năm 75 vô, mấy anh cách mạng đó, thì họ thích có tiếng nhạc. Có tiếng nhạc mới quy tụ được tổ hợp, tổ dân phố. Có tiếng nhạc thì họ mới kêu gọi được người ta đến ngồi nghe mấy anh đi thuyết trình. Thành ra bác quan trọng lắm. Mà bác có uy tín lắm. Mà nói gì cái năm mấy năm mà sự hồn mất á, lớp nhạc nó hoạt động mạnh hơn gấp 2-3 lần. Nhưng mà sau đó trong 3-4 năm gì đó thì nó kêu vô làm việc. Nó kêu vô quận, nó vô làm việc thôi. Anh dạy nhạc thì cũng tốt đó, nhưng mà phải làm chủ nghĩa cộng sản đó. Phải làm ra của cải chứ không phải ca hát. Cái tôi nói, tôi có đi học mà học nói Lenin nói là âm nhạc là vũ khí sắc bén. Cái ông kêu ông chụp vỗ bàn cái rầm, ông xạo. Trời ơi, cái thằng quý thư nó vỗ bàn cái rầm đó, hát lên, anh phải đi kinh tế mới. Trời ơi, vậy là vậy là bác có bị đi kinh tế mới trong cái thời gian đó? Nó chưa đuổi nhưng mà mình đi, mình đi trước. Như lúc phần trước bác có kể là thời gian sau 75 thì có Đình Huấn, nàng Nhã Phương, Bảo Yến, những ca sĩ sau này có tới nhà tập nhạc phải không? Có đầy đủ. Y Dân là dẫn nguyên tớ nguyên đoàn lên tập nhạc này, bị mình có cái hậu trường khá lớn, chỉ chừng 30 nhạc công là hòa tấu này cái đó rồi. Và đặc biệt là sau 75 thì khán giả rất là chú ý những cái tác phẩm như lúc đầu con có nói đó. Một trong những bài mà là một cái hiện tượng một thời là Quên Cả Lối Về. Thì cái bài đó có sáng tác là ở Việt Nam hay là bên này? Cái bài đó thì viết bên Mỹ này. Một cái bài đầu tiên, bài viết mà quay Canada đó, Lâm Nhật Tiến Ca. Thì thật sự ra đó, nó cái gì nó có duyên. Thằng Lâm Nhật Tiến nó ca được bài đó đó, hồi Lâm Tiến là học trò tôi mà, anh ấy kêu bằng thằng Lâm Nhật Tiến nè, đó bốn năm cậu lắm, là ESA cho học đóng tiền, cô Thi Dân cho đóng tiền cho học mà, vậy là trong cái group là có Gia Huy rồi Lâm Nhật Tiến, Gia Huy đó, đó nói đến chỗ này tôi nghiệp Gia Huy, các anh nó coi như là đệ tử rẻ vậy. Tại sao vậy? Cái bài này ngon lành là đưa Lâm Nhật Tiến hết rồi. Thay vì bài Quên Cả Lối Về đó là anh Cha Quy ca. Tôi đưa cho anh Lý Quang ca. Nhưng mà Trúc Hồ nó bắt xe làm sao nó qua anh bắt xe cho Lâm Nhật Tiến ca. Là Quy lại miếu máu rồi thầy ơi con được tính sao cái nó thôi con giờ chọn bài nào cái nó Quên Cả Hãy Quay Về Bên Nhau. Đưa cho nó, cái này được ạ. Nhà nó không biết, là Trúc Hồ không biết, nó bắt xe qua Như Quỳnh cho thằng kia không luôn. Thành ra tôi đứt đoạn với, không có duyên với Gia Huy. Với Gia Huy là tôi ưng ý nhất. Hồi đó đó, cái thời đó thôi mà cái bài Quên Cả Lối Về Chào Đời đó, thì Gia Huy là số 1 nam trong đó. Như Quỳnh số 2, về giống 1 về nữ.
À, bài Quên Cả Lối Về, đây là bác sáng tác, như lúc nãy bác nói là ở ở Mỹ này, Đúng. để một người nhớ về quê nhà phải không bác, hay là như thế nào mà có chữ bà Quên Cả Lối Về thưa bác? Quên Cả Lối Về thật sự ra đó, nó thuộc gì, nó ca lên là tình yêu đầy tràn phải không? Mà không phải. Cái bữa đó tôi đi đi bộ rồi mình mới qua đây đâu biết đường nào, đi bộ tụi em cứ viết theo rồi tôi vẽ con đường rồi tôi về, đi đường nào về đường nấy đó, đường Ballast rồi ra đường Róc Hết, tôi đi thẳng lên cái chợ Lý Đô Sài Gòn đó, tôi vẽ. Bữa trước đi ngon quá, thấy thành công là đi lên bữa nữa, mưa lớn quá cái mình vẽ viết chữ mất rồi, Lên hết. mất à, mất lem hết rồi, không thấy đường mà mưa lớn lắm. Tôi đi lạc, tôi không biết đường về, tôi không biết, tôi lợi tôi toàn là Mỹ không, mà hồi đó Lý Đô Sài Gòn đó ít có người Việt Nam lắm. Tôi mới tấp vô cái trạm xăng, tôi cố gắng coi có người Việt Nam không, vô đổ xăng không, đâu năm bảy chiếc, cũng con chiếc con chiếc cái thấy cô đó có bước xuống đổ xăng, tôi nói cô phải người Việt Nam không, cô tôi Việt Nam, ủa bác cái đâu mà giờ lạnh lùng với ướt dép nữa, tôi nói tôi đi bộ nữa, ôi trời ơi bên Mỹ đi bộ sao, cô la mình vậy, cái tôi nói tôi ở đường Ballast kìa, cô chỉ bây giờ tôi đi xuống tới đó vậy 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 đó đấy, tôi về chạy về tới nhà nó xúc ngon một con chân á, con chân nó móc xúc một cái móng chân đó nè. Cái công khu đó thì ở nhà thằng Trúc Hồ, Trúc Sinh, Trúc Đại tính báo cảnh sát, nhưng Trúc Hồ nó khoan để đi kiếm ổng ra, đi kiếm kẹt trẻ thất lạc nha, Trúc Hồ nó kiếm người thất lạc, cái tôi đi tôi chạy riết thì sao tôi bò được đi tới nhà, ồ tôi hên quá đó, tôi viết bài Quên Cả Lối Về. Vì là bác đi lạc cho nên là bác đi quên cả lạc về thì chỉ dịu em, chỉ dịu em có nghĩa là từ bên Việt Nam đó mình nạp đơn vô sinh đi qua đây thế, họ ở sống với con mình đó, mình lúc nào cũng cầu nguyện ở trên cho mình đi qua nước Mỹ đó, thì đó em là cái chỗ đó, em là nước Mỹ đó, nước Mỹ chỉ dịu em yêu em Quên Cả Lối Về. Cái siêu hơn cái đó lên chút xíu, nhưng mà nằm hoàn toàn là tình không. Không không khéo con định hỏi bác là em đây là ai đó chứ. Đó đó em. Cho nên khi cái bài đó xong rồi mới tiếng ông nhạc sĩ Anh Bằng á, ông thấy tôi ông nói Quên Cả Lối Về, ông đưa ngón tay vậy. Cuộc đời là một giấc mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước, vì đời đẹp muôn đóa hoa, êm đềm theo tiếng em ca hòa với cung đàn, dù mau phai dù chóng tàn tôi vẫn yêu thương suốt đời. Tôi yêu em như hình yêu bóng, em nhìn tôi đắm đuối say mê. Tôi yêu em quên bóng tôi sương mù, chỉ vì yêu em, chỉ vì yêu em. Quên cả lối về. Mà bác viết là khi mà bác viết cái bài đó là theo cha 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 luôn, hay là theo hòa âm lại theo điệu cha cha cho nó vui? Mình viết thật không có nghĩ đến cha cha, mà mình nghĩ bô-rô. Mình nghĩ bô-rô mà tôi nghĩ bô-rô, nhưng mà khi hòa âm mình ngồi quay qua cha cha, nhờ vậy mà thành công. Thành công với cái tiếng hòa âm cha 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 rất là hay. Quay nhờ vậy mà thành công, cái duyên của nó mà. Đúng rồi. Và một bài nữa khán giả cũng chú ý, đó là bản Hãy Quay Về Bên Nhau. Đúng. Bài đó bác sáng tác cùng một đợt với Quên Cả Lối Về hay không? Đúng, đúng cũng là đợt luôn á. Nghĩa là cấp mà bác mới qua, bác sung lắm. Cứ bài này chưa xong là có bài khác, với nháp thì khác vậy đó. Cứ bài này xong rồi có hai ba bài để nháp, là bài sung lắm. Rồi bác được học về vấn đề đánh computer mà ra bản nhạc đó, ra sân phe đó. Thì ông Anh Bằng ông giao cho mình một số đống vậy. Mà nhờ đó mình học lấy những cái bài đó đó, mình đánh vô, mình học tại sao như vậy, viết như vậy, cấu trúc như vậy, intro xong như vậy, là sao, nó ấy lắm. Tôi nhớ hồi đó ông thầy tôi, ông Văn Phụng đó, hồi đó ông đi lính Pháp, cũng ban nhạc, ban khuôn nhạc, mà ông nhờ chép bài cho thằng nhạc trưởng đó, mà riết ông thành nhạc trưởng luôn. Wow, nó vậy đó, mình sống cái lần
cái gần mặt trời, gần đèn sáng ở chỗ đó vậy. Chứ không phải là gần đèn thì nóng. Gần đèn thì nóng. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài giây phút thương mại. Xin cảm ơn quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng dự bằng ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trúc Giang. Như con lúc nãy có hỏi bác về bài Hãy Quay Về Bên Nhau, thì cảm xúc từ đâu mà bác sáng tác cái bài hát đó? Có phải trong một ngày mưa không? Cái bài đó thì mình đã thấy trong cái vấn đề bạn bè mình á. Có người mới ăn cũng cấp bậc cũng ngang nhau hết, cũng tốt nghiệp đại học hết, mà họ đang có yêu đời như vậy mà tại mà có con đó mà tại sao họ xa nhau, phải không? Thì trong khi đó bên Việt Nam mình có cái ấn tượng rồi, bên Việt Nam mình có đứa em vợ đó là mẹ của Hậu Nguyễn kéo vua Long Sen á, thì cô ta đứng bán từ điếu thuốc để cho lo cho con nó vô trường quốc gia nhạc đó, mà cái mặt cô ta buồn lắm, lúc nào biết tâm sự mất chồng mà, chồng đi qua Mỹ đó, không có thư từ gì về đến rồi, đây. Thì tôi viết, tôi nghĩ rằng cô này có ngồi đây có âm thịnh là cô cầu nguyện đó. Cầu nguyện mong ngày nào giờ sẽ anh sẽ về với em. Tôi nghĩ nắm cái đó đó. Đêm đêm em nguyện cầu xin ân trên ban phép nhiệm màu cho người về. Để tình mình để mãi về sao. Tôi viết bài này rồi thì cái Phùng Há đó, Phùng gì đó. Ông thấy ông nói, ôi xin người bà xin người về hay quá Trúc Giang ơi, đưa gửi bên cho Trúc Hồ đi, hồi đó tôi chưa qua. Là không. Cái bài xin người về là xin người về là Dư Quỳnh Ca đó. Dạ, cũng là trước cái bản đó. Trước xin người về là viết bên Việt Nam. Dạ, xin người về là bác từ cái cảm hứng là từ cô đó, cô em vợ. Cô em vợ là mẹ của chị Hậu Nguyễn. Hậu Nguyễn kéo xe lô Lung Sen á. Dạ. Thì bác sáng tác bài xin người về, quý vị còn nhớ bài đó là trong cuốn CD Chuyện Hoa Sim á của Như đúng, Quỳnh đúng, dạ, là có hát bài xin người về. Rồi Hãy Quay Về Bên Nhau cũng là một bài mà Như Quỳnh thành công khi còn ở Asia. Đúng, những bài đó mà tôi nở hai bài đó đó, mà chị Bái ngày xưa chỉ xếp sầm về cửa hàng bán của Asia đó. Dạ. Chị nói người ta vô, ta hỏi bài Trúc Giang không à. Chị gọi điện thoại lại á, quên thằng cả tôi về rồi sao, Hãy Quay Về Bên Nhau đó. Viết nữa đi Trúc Giang, viết nữa đi. Nhạc cũ không bán được. Bà nói tôi vậy đó, nhưng bây giờ nếu bà còn sống mà không còn lại nữa, khó có phải vậy. Đó. Nhưng không biết đồ mình sao không biết. Bà không được. Không được dạo. Nhưng mà bên cạnh những bài hát đó thì tới năm 98 thì con có chú ý tới một bài hình như bác hợp soạn với ông nhạc sĩ Anh Bằng là bài Nhớ Sài Gòn. Bài Nhớ Sài Gòn, đúng. Thường thì con thấy những cái bài hát mà các nhạc sĩ nhớ về Sài Gòn á là trong cái răng thứ nó buồn mà cái điệu cũng buồn, như là Đêm Nhớ Về Sài Gòn, Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn. Riêng cái bài Nhớ Sài Gòn của bác với bác Anh Bằng á thì là điệu tuyết. Lê Tâm Ca. Quá vui. Lê Tâm giờ bà là bác sĩ á. Dạ đúng rồi. Cái bài đó là hợp soạn lần đầu tiên thấy. Đầu tiên tôi mới kết hợp là ống giấy thôi. Nói này luôn này nữa. Là tôi viết nhạc không có bao giờ mà viết nhạc đặt hàng. Có người ta dặn đặt mình á, viết không được, mình từ chối ngay. Hay là tôi đưa bài thơ lại phổ nhạc cho mình ta. Tôi từ chối ngay. Tại vì mình không có khả năng, mình làm hư bài thơ người ta đi. Đúng. Nhưng mà có một bài. Cái ông thầy tôi là ông Tô Tường Thanh đó, ông lớn tuổi quá rồi. Ông làm bài thơ Núi và Mây. Ông gửi qua tôi. Ông nói Trúc Giang ơi, coi phổ nhạc được không, mình làm duyên cái đi. Cái mình thấy ông thầy mình, ông lâm cộng đồng. Cũng đến tuổi 38 mấy rồi, gốc lâu 38 mấy rồi. Rồi tôi cũng nghĩ mà mình phải có một bài gì để kỷ niệm với ông thầy mình chứ. Mình hôm nay mình có chữ Trúc Giang, có người ta biết đến cũng nhờ ông thầy mình. Tôi lúc đó tôi ngồi trên xe ở đây mà đón chờ đón cái thằng mấy đứa con cho Trúc Hồ đi học về. Ngồi đó tôi lật cái bài thơ cũng ra. Cái tôi thấy nhấp miệng rồi nhấp. Ra cái màu ly. Tôi chụp cái giấy tôi viết liền. Tôi viết cái intro ra của nó liền. Đó, rồi về nhà tôi khai thác. Rồi viết cái bài. Viết kết như ông, gửi về cho ông, mừng lắm. Là bạn nhớ Sài Gòn. Tôi cảm ơn trên cho tôi có một bài kết hợp với ông thầy tôi.
là tôi tiếng Anh. Yeah. Không phải bài nhát Sài Gòn, bài núi và mây. À, núi Silo. Và mây, Silo. Đó là tôi kể Sài Gòn phải. Yeah. Còn bài Sài Gòn á, vì yeah. Tôi viết nhạc computer dùng cho ông đó. Dạ. Yeah. Đem nhạc ra, ra như bản nhạc vậy đó. Thì ông thương mình, ông viết mở intro cho mình thôi, ông đưa tới Phúc Giang đó là viết đi Phúc Giang. Yeah. Rồi mình viết hình như là cũng 6-7 bài vậy, trong bài đó chứ. Bắt viết rồi bắt giờ bắt nhưng mà cuối cùng mới được rồi. Lê Tâm Ca. Lê Tâm Ca, đúng rồi. Và cũng được khán giả rất là yêu thích cái ca khúc Nhớ Sài Gòn đó. À. Vậy là coi như bác hợp soạn với thi sĩ Tô Kiều Ngân là bài Núi và Mây, đúng Núi không? Núi và Mây. Rồi với nhạc sĩ Anh Bằng là với bài Nhớ Sài Gòn. À. Yeah. Thì con thấy gần đây bác cũng sáng tác những cái bài hát mới cũng giao cho một vài ca sĩ. Thì đó là bác sáng tác ngay bên này gần đây là khoảng mấy năm ạ? À? Thật ra tôi cũng nói là không có đơn đặt hàng. Dạ. Yeah. Phải không? Thì cảm xúc đó. À. Cái ông thiếu tá, yeah. Em cũng Đào Bá Phước, yeah. Đào Phước chắc cũng hỏi ông già, mấy người lớn tuổi mới biết được, ông yeah. có trại. Cái trại, trại lính á, trại lính yeah. mà để tên Đào Bá Phước vậy. Yeah. Đào Đình Lâm, quấn Trần Mậu Thân á, yeah. Trần Mậu Thân biết lạc đạn trong một trận. Yeah. Rồi thằng em á, nó mới nhờ ở đâu tiểu ban khác nhờ một số nhạc sĩ viết nó có ban giám khảo chấm không chấm được không ăn ý nha. Rồi thấy tôi viết những bài như Tương Lai Việt Mỹ đó, viết bài Tương Lai Việt Mỹ, rồi viết Hành Khúc Việt Nam đó, kể cả viết bài về về từ thiện đó. Yeah. Cái ông nói tôi viết được, ông điện thoại xuống tôi bảo đảm anh viết được, à, anh viết được, tôi nói rằng một thằng người tôi ở Sài Gòn tôi biết mà, à, tôi biết rằng đó mà, à, cái ông đang nghỉ hoài, anh viết tôi đi, tôi nói viết được, mà tôi cũng còn có 2-3 ngày nữa là tôi đi mổ bệnh, yeah. bệnh mổ, ông đang nghỉ hoài ngày nào cũng điện thoại đó, cái tôi thôi bây giờ anh cứ viết đi. Anh viết bách rau của ông đi, ông Đào Bá Phước đi, yeah. ông viết bách rau hồi xưa ông ở cái quê sao, thấy không? Ông viết bách rau của tôi, đâu chừng 3 ngày sau tôi viết được bài đó. Bài đó bài tên gì thưa bác? Bài là bài, một trong những sáng tác mà gần đây nhất của bác phải không? À, cái bài, cái bài Người Hùng Biệt Long Quân. Người Hùng Biệt Long Quân. Bây giờ ông này là Biệt Long Quân, yeah. mà khi ông chết ông lấy cái bản hiệu hồi đó lấy Hoàng Diệu bỏ xuống. Lấy Đào Bá Phước đó, yeah. đấy, lấy cái tên bản hiệu là danh trại, danh trên tại danh trại cho Biệt Quân đó, yeah. Đào Bá Phước, tôi viết bài Người Hùng Biệt Long Quân, yeah. mà thật sự trong quân đội đó, có nhiều ngành đó, yeah. có nhiều người họ cao thượng ghê lắm, yeah. người lính vậy đó, có nhiều người lính cao thượng lắm, mà có nhiều người sĩ quan cũng bình thường thôi, yeah. thành ra. Mình viết lên như là nói sao mà ca tụng ông đó quá. Đấy. Nhưng mà thật sự ông ngã gục chiến trường. Tôi giúp bài đó. Không biết bữa nào tôi cho con hai. Ngày nay là tôi đưa cho con nó một tài liệu. Để con dẫn chứng lên. Người Hùng Biệt Long Quân. Đây là đơn đặt hàng. Để đưa làm khúc thôi. Rồi bài Kết Nghĩa với Thầy là Núi và Mây. Để con đưa vô một chút xíu thôi, yeah. để cho nó có hồn. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà bác nhắc đến thầy của bác là thi sĩ Tô Kiều Ngân. Tô Kiều Ngân thì bây giờ ông còn sống không bác hay là? Ông qua đời rồi. Yeah. Ông qua đời cũng cỡ 10 năm nay. Dạ. Yeah. Ừ, 10 năm. Ông thương tôi lắm. Dạ. Yeah. Và hôm nay con rất cảm ơn bác đến đây để chia sẻ về thời gian trước 75 bác ở trong quân nhạc nè. Bác có lớp dạy nhạc và đặc biệt là những sáng tác sau 75 được rất nhiều khán giả yêu mến như là Quên Cả Lối Về, Hãy Quay Về Bên Nhau. Bây giờ còn vài lời cuối của xin bác chia sẻ với khán giả. Tôi xin kính chào quý vị lắng nghe theo dõi chương trình. Năm nay tôi cũng yếu lắm rồi. Tôi cũng ráng lên đây để mà gặp được quý vị là tinh thần tôi cũng tốt. Vậy thế cho nên cuối cùng thì tôi xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị và cũng xin chúc quý vị và gia đình luôn luôn hạnh phúc và yêu thương xứ người. Dạ, cảm ơn bác thật nhiều và cầu chúc bác thật nhiều sức khỏe
Và mong sẽ đón nhận nhiều những tác phẩm từ lời bác trong những ngày tới. Cảm ơn con nhiều. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình The Jimmy Show tuần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.